Cũng rất
rất tin vào những kiến thức của Kulin, vì Kulin thường phải làm một bạn rất là tốt, và thường hy vọng là sau chuyến này thì mọi người sẽ yêu quý Kulin cũng là tưởng cho bạn nhé. Vai diễn của Cường trong bộ phim YOLO là một vai diễn mà nó khá là trầm tính, và hành công cũng xảy ra khi mà Cường là được gia đình Kulin nuôi từ bé, và Cường nhận trách nhiệm với cả mẹ Kulin khi mà Kulin cùng Cường quyết định lên sinh sống và làm việc với Kulin để gia đình có được nhà. Thì lúc đấy là Cường gần như là một người đàn anh, tuy là một người bạn nhưng gần như là một người đàn anh thích care Kulin lúc mà Kulin gặp khó khăn. Thì cái câu chuyện tiếp theo Cường hy vọng là mình sẽ ra giảm và đón xem và ủng hộ trong phim YOLO. Thực ra lúc đầu là đạo diễn là không có ý muốn chọn Cường cho tham gia phim YOLO. Rất là may bởi vì có một hôm Cường đang làm việc của công ty của Cường, thì Cường bên coi đạo diễn của bạn Hoàng Oliver và những công ty các team phim YOLO, và Cường đang lên heo mua cà phê ở ngoài, thì anh đạo diễn mới có Cường lên diễn thử để cho Cường cho đoàn phim một chút. Nên là mình cũng rất là thoải mái, tại vì là phim của nhóm Cường thì Cường hỗ trợ support. Nên là sau khi mà lên casting và diễn thử xong thì anh đạo diễn mới đồng ý là cho Cường một vai nhỏ trong phim, và cái vai của Cường thì đổi tận 2 lần. Từ cái vai nhỏ, vai đầu tiên nếu Cường nhớ là vai không nhầm là vai của là vai của Mr. A, sau đấy là đổi thêm vai phản diện chính của phim là vai của Sơn Phúc bây giờ, và đến trước ngày quay khoảng tầm 1 tuần và 10 ngày thì lại đổi Cường lên vai chính diện tại cùng một phim. Cái kỷ niệm mà Cường cảm thấy rất là vui nhất là đó là khi mà cả đoàn phim đang quay lễ hội âm nhạc, thì tất cả mọi người đã set up cái lễ hội đấy nó rất là chỉnh chu, từ máy móc, từ tất cả mọi người là con người cũng như là dancer rồi nghệ sĩ. Nhưng mà hôm đầu tiên quay lễ hội đấy thì bị mưa, mưa suốt một đoàn phim không quay được chút nào. May rất là may, hôm sau hôm đấy là còn cái lễ hội nó tổ chức đến ngày thứ hai, nên là ngày thứ hai thì chỉ quay được cảnh diễn thôi đấy. Thì cái việc mà lễ hội mà không được như mình mong muốn thì vì nó một là một cái chi phí rất là nhiều, và thứ hai là cái cách đại cảnh đấy phim nó cũng bị hao hụt đi một chút. Nhưng mà tôi hy vọng là vì cùng chưa xem phim nên tôi chưa biết là như nào, nhưng mà hy vọng là cái cảnh đấy nó sẽ không làm cho khán giả quá thất vọng trong phim. Tôi rất hy vọng mọi người sẽ ra rạp ủng hộ phim YOLO vào ngày 1/1 tới để cho Cường, nhóm của Cường, Victor, Subin và tất cả những cái ekip làm phim sẽ có một cái sự đồng cảm như là ủng hộ khán giả.